Thiên cổ hiền hậu nhà Đường, người viết ra nữ tác cho nữ nhân phong kiến. Người ta từng nói đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ. Câu nói này đặc biệt đúng với Đường Thái Tông Lý Thế Dân và Trưởng Tôn Hoàng Hậu, khi bà chính là cánh tay phải đắc lực, phò tá ông từ lúc ông giấy quân dẹp loạn đến khi đăng cơ trở thành vị hoàng đế của nhà Đường. Trưởng Tôn Hoàng Hậu được mệnh danh là Thiên cổ hiền hậu không những vì tài năng của bà mà còn vì sự khôn khéo trong cách can thiệp chính sự của mình. Nhờ bà, các đại thần như Ngụy Trương và Phòng Huyền Linh đã giữ được mạng khi can gián Thái Tông. Bà đối với Đường Thái Tông tình cảm sâu nặng, đã sinh hạ cho Thái Tông tổng cộng 7 người con, 3 hoàng tử và 4 công chúa, trong đó là Phế Hoàng Thái Tử Lý Thừa Càn và Đường Cao Tông Lý Trị. Trưởng Tôn Hoàng Hậu hay còn được biết đến với tên Văn Đức Hoàng Hậu, là người xuất thân từ tộc Tiên Ti, thuộc dòng dõi hoàng tộc Bắc Ngụy. Gia thế họ Trưởng Tôn vô cùng hiển hách, từ thời Bắc Ngụy đến nhà tuy đều có người tài ra làm quan, được gọi là môn chuyện trung định, gia thế Sơn Hà. Cha của bà là Trưởng Tôn Thịnh, là kiêu vệ tướng quân nhà Tùy, từng có công bình định được biết. Đương thời ông có biệt danh Nhất Tiễn Song Điêu, cực kỳ uy dũng thiện chiến. Danh tiếng của ông khiến Đột Quyết run sợ, phủ đệ còn được gọi là Phích Lịch Đường, uy chấn thiên hạ. Mẹ đẻ của bà là Cao Thị, cháu gái của Thanh Hà Vương Cao Nhạc, em ruột của đại danh thần Cao Sĩ Liêm. Sinh trưởng trong gia đình vọng tộc của một danh tướng, từ nhỏ Trưởng Tôn Thị đã được thừa hưởng một nền giáo dục rất tốt. Trưởng Tôn Thị là con gái nhỏ nhất nhà, nên được mọi người cưng chiều như viên minh châu trong lòng bàn tay. Ngoài cầm kỳ thi họa, nàng còn tinh thông thi thư đạo lễ. Từ khi vừa lọt lòng, hôn sự của nàng đã được mọi người trong nhà cất nhắc kỹ lưỡng. Chú của bà là Trưởng Tôn Sĩ khi đó rất hâm mộ tài trí của Đậu phu nhân, vợ của Đường Quốc Công Lý Uyên. Ông đã từng nói với nhà Trưởng Tôn, một vị phu nhân kiệt xuất như thế chắc chắn con của bà ấy sẽ không phải người tầm thường. Vì vậy, Trưởng Tôn Thị đã chủ động đề hôn cùng Lý Thị. Ấy thế nhưng, ngay khi hôn sự vừa được định xong, cha của nàng là Trưởng Tôn Thịnh qua đời. Ba mẹ con bà bị Trưởng Tôn An Nghiệp, anh cùng cha khác mẹ đuổi đi. Bất đắc dĩ, mấy mẹ con đành đến nương nhờ nhà cậu Cao Sĩ Liêm. Tại đây, Trưởng Tôn Thị được cậu vô cùng xem trọng, thấy Trưởng Tôn Thị nhỏ tuổi nhưng rất ham học. Cao Sĩ Liêm đã dạy bà vô số đạo trị quốc an dân, cũng như đạo quân thần. Anh trai của bà là Trưởng Tôn Vô Kỵ, trí tuệ xuất chúng, nhanh chóng áp đảo quần hùng, nổi danh tứ phương. Cũng nhờ vậy mà kết giao được với con trai thứ hai của Đường Quốc Công Tình Lý Thế Dân. Lý Thế Dân sau khi biết năm xưa Lý Thị và Trưởng Tôn Thị từng có hôn ước, đã không che gia cảnh hiện tại của họ, mà lập tức đến nhà Cao Sĩ Liêm để đề thân với Trưởng Tôn Thị, hoàn thành mối hôn sự còn dang dở năm xưa. Năm 613, Trưởng Tôn Thị xuất giá lên Lý Thế Dân, lúc đó bà mới 13 tuổi, còn Lý Thế Dân vừa tròn 16 tuổi. Bà đối với Lý Thế Dân vô cùng hòa thuận, hai người như hình với bóng, làm việc gì cũng có nhau. Sau khi thành hôn, một lần về thăm nhà của người cậu, phu nhân của Cao Sĩ Liêm là Trương Thị thấy bên ngoài phòng của bà xuất hiện một con ngựa lớn, cao 2 trượng, đều có yên ngựa và dây cương đầy đủ. Trương Thị khiếp vía, bèn đem sự việc nói với Cao Sĩ Liêm, nhờ thầy bói giải hộ. Vị thầy bói nói, long là quái tượng chỉ quẻ càn, còn mã là quái tượng chỉ quẻ khôn, tức chỉ hậu phi tôn vị. Trong phủ đại nhân có dị tượng này, không chừng nữ quyến về sau có điềm hỷ vinh hoa tột độ. Cao Sĩ Liêm nghe xong cực kỳ vui mừng. Không lâu sau vài tháng sự kiện dị tượng xảy ra, Tỳ Dạng Đế Dương Quảng phát động viễn chinh, Đường Quốc Công Lý Uyên cùng nhị công tử Lý Thế Dân theo quân tùy xuất chinh. Tháng 5 năm đó, Đậu phu nhân qua đời ở Trác quận. Tháng sau, Dương Huyền cảm mưu phản, liên lụy đến Cao Sĩ Liêm bị biếm trước. Một là mẹ sinh, một là người cậu như cha ruột, cặp vợ chồng trẻ cùng gặp chuyện trong gia đình. Cả hai trong hoàn cảnh đó lại càng tương trợ lẫn nhau, tạo nên một mối quan hệ sâu đậm. Năm 616, Tùy Dạng Đế phong Lý Uyên làm An Phủ Đại sứ ở Thái Nguyên, nhận mệnh đến đó làm trấn thủ. Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Thị cùng theo Lý Uyên đến nhậm chức tại Thái Nguyên. Đậu phu nhân qua đời, trong nhà không có ai lớn tuổi, 17 tuổi Trưởng Tôn Thị trở thành người chủ quản cả gia đình, trên dưới đều một tay bà sắp xếp ngăn nắp. Vào mùa xuân năm 618, binh biến xảy ra, Tùy Dạng Đế bị giết hại. Thế thời cơ đã tới, Lý Uyên lập tức khởi binh ép Tùy Cung Đế Dương Hựu nhường ngôi, chính thức đăng cơ lập ra nhà Đường, niên hiệu Đường Cao Tổ. Đường Cao Tổ phong Trưởng Tử Lý Kiến Thành làm thái tử, Lý Thế Dân được phong là Tần Vương, Trưởng Tôn Thị trở thành Tần Vương Phi. Tần Vương Lý Thế Dân đường thời là gương mặt sáng giá nhất trong các hoàng tử, khi một mình ông là chủ lực đánh bại các phiên quân hùng mạnh như Tần Đế Tiết Nhân Cảo, Định Dương Khải Hãn Lưu Vũ Chu, Trình Đế Vương Thế Sung và Hà Phương Đầu Kiến Đức. Chính vì thế này khiến cho thái tử khi đó là Lý Kiến Thành trở nên bị lu mờ và có hiềm khích với Lý Thế Dân. Bên cạnh đó, việc này cũng khiến Lý Thế Dân mâu thuẫn với những phi tần đang đắc sủng như Doãn Đức Phi và Trương Tiệp Dư, khiến trong ngoài triều đình đều bất lợi với ông. Tần Vương Phi trong thời gian này hết mực cung kính Cao Tổ, kết giao với các phi tần mệnh phụ của các phe phái, giúp Lý Thế Dân rất nhiều trong việc thăm dò và bình ổn thế cục tạm thời để ông có thời gian sắp xếp đại cục. Năm Phụ Đức thứ 9, vì thấy sự sủng ái của cha dành cho Lý Thế Dân quá lớn,
Thái tử Lý Kiến Thành và Tề Vương Lý Nguyên Trác đã phát động binh biến. Lý Thế Dân đã cầm quân dẹp loạn, giết chết hai vị huynh đệ của mình. Lý Nguyên nghe tin vô cùng kinh sợ, biết mình đã không còn kìm được thế lực của con trai, ông nhường ngôi và trở thành Thái Thượng Hoàng. Lý Thế Dân lên ngôi niên hiệu Đường Thái Tông, Trưởng Tôn thì được sắc phong thành Trưởng Tôn Hoàng Hậu. Vụ án Nguyên Phủ Môn năm ấy vẫn để lại vô số giả thuyết trong sử sách. Có người nói Thái tử Lý Kiến Thành và Tề Vương bị oan, và toàn bộ những việc này đều do một tay Lý Thế Dân dàn dựng. Chính vì vậy, ông đã phải giết cả hai người tại chỗ để không cho họ cơ hội biện bạch trước mặt vua cha. Trải qua biết bao nhiêu triều đại phong kiến, không có ngai vàng nào là không nhuốm máu tanh. Thời đại nhiều biến động này cũng vậy. Trên cương vị hoàng hậu, Trưởng Tôn thị được sử gia đương thời đánh giá là khiêm tốn, hòa nhã và tiêu dùng rất tiết kiệm. Bà đã khuyên Đường Thái Tông thả ngay 2.000 cung nữ về với gia đình. Ngoài ra, đối với cung nữ và hoạn quan phục vụ mình, bà rất hiếm khi la mắng, roi vọt. Nếu Đường Thái Tông cố ý tức giận với một cung nhân nào mà không có lý do, bà cũng sẽ giả vừa tức giận rồi bí mật thẩm vấn họ, sau đó giấu họ ở một nơi chăm sóc chu đáo, rồi khi Thái Tông nguôi cơn giận thì bà sẽ xin chồng tội cho họ. Sử còn nói rằng nếu một cung tần nào của Thái Tông đau ốm, bà sẽ đích thân đến hỏi thăm và trích tiền tiêu dùng của mình để chữa trị cho họ. Trưởng Tôn Hoàng hậu thường nói chuyện xưa cho Thái Tông nghe để giúp ông những vấn đề khó khăn trong việc triều chính. Nhưng khi ông đang có ý muốn ban thưởng hoặc xử tội quần thần, ông có hỏi bà cho ý kiến và bà thường từ chối nêu ra vì cho rằng bổn phận của mình không được can dự vào. Bà đối với tính khí của Thái Tông hết sức thấu hiểu nên thường xuyên tìm biện pháp khắc phục nhược điểm này của chồng mình. Có một lần, con tuấn mã yêu thích của Thái Tông không may mà chết, hoàng đế toan trừng phạt kẻ giữ mã thì hoàng hậu Trưởng Tôn thì bèn can gián, dẫn chuyện Yến Anh khuyên Tề Cảnh Công năm xưa trong điều không nên khi trừng phạt kẻ giữ mã. Cuối cùng Đường Thái Tông vì can gián này mà thôi, còn nói với Phòng Huyền Linh rằng hoàng hậu có thể ở mọi phương diện chính sự mãnh hận đến trẫm, đối với trẫm mưu phản ích lợi. Bên cạnh đó, Trưởng Tôn hoàng hậu đối với các hoàng tử do mình sinh ra cũng rất nghiêm khắc, thường giáo dục và nghiêm khắc yêu cầu họ phải tu tâm dưỡng tính. Khi con trai bà là Lý Thừa Càng trở thành thái tử, phải dọn đến Đông Cung và sống cuộc sống nghiêm khắc của một trữ quân. Toại An phu nhân là Nhũ Mẫu, cũng là người đi theo Thừa Càng đến Đông Cung để chăm lo vấn đề sinh hoạt cùng chi phí. Thấy Đông Cung thiếu nhiều thứ, Toại An bèn ở trước mặt tấu lên hoàng hậu. Trưởng Tôn hoàng hậu dù yêu quý con trai, nhưng không vì thế mà cổ vũ Đông Cung xa hoa, bèn bỏ qua lời tấu của Toại An phu nhân. Năm đầu Trinh Quán, 627, anh trưởng khác mẹ của hoàng hậu là Trưởng Tôn An Nghiệp bị tội tạo phản. Khi đó, nhiều người nghĩ hoàng hậu sẽ bỏ rơi ông ta vì việc năm xưa đã từng đuổi mẹ con bà ra khỏi phủ. Nhưng hoàng hậu cuối cùng vẫn lấy ơn báo oán. Bà can thiệp và xin cho An Nghiệp khỏi tội chết, chỉ bị đày đi Xuân Châu. Trong khi đó, anh trai bà là Trưởng Tôn Phô Kỵ là trọng thần, đã giúp đỡ Đường Thái Tông rất nhiều trong sự biến Huyền Phủ Môn khi xưa. Nay Thái Tông vì nể công lao của anh vợ, cũng như tình cảm phu thê với hoàng hậu Trưởng Tôn Thị mà có ý gia ân ngoại thích, chủ ý phong Trưởng Tôn Phô Kỵ làm tể tướng. Biết được chuyện này, hoàng hậu Trưởng Tôn thì vội vàng từ chối vì lo sợ nàng ngoại thích. Tuy nhiên, Đường Thái Tông không nghe ý kiến của bà, vẫn phong Trưởng Tôn Phô Kỵ làm tể tướng vào mùa thu năm đó. Trưởng Tôn hoàng hậu lập tức cho người triệu anh trai của mình vào cung để khuyên nhủ. Cùng ý kiến với em gái, Trưởng Tôn Phô Kỵ đã về dân sớ xin bãi bỏ chức tể tướng của mình. Về phương diện ngoại thích, suốt 10 năm tại vị, hoàng hậu Trưởng Tôn thì luôn khiêm nhường và tránh cho các thành viên gia tộc Trưởng Tôn mang quá nhiều đặc ân cùng quyền thế, đến tận khi bà qua đời. Quan niệm của bà xuất phát từ việc ngoại thích Trưởng Tôn thị có được thân phận như vậy đã là phúc phận to lớn, những ai không có nhiều tài cán mà lại được gia ân, ác sẽ mang họa không chỉ cho triều đường mà còn cho bản thân nhà Trưởng Tôn. Có thể thấy hoàng hậu Trưởng Tôn thị đối với phương diện chính trị và thế cục có cái nhìn bao quát và vẹn toàn hiệu quả, không phụ đôi bên giữa Lý Đường và thân thích Trưởng Tôn. Trưởng Tôn hoàng hậu đối với thời kỳ Trinh Quán phồn thịnh là người có vai trò rất then chốt. Đối với một hoàng đế nóng nảy và mạnh bạo như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Trưởng Tôn hoàng hậu luôn phải đứng ra can gián cùng thương thuyết, nhờ đó có nhiều hành động sáng suốt. Sử đời sau ca ngợi Trưởng Tôn hoàng hậu, phần nhiều cũng vì bà có can đảm gián ngôn Thái Tông. Ngụy Trưng nổi tiếng là một trung thần của nhà Đường, tuy nhiên lời lẽ có phần quá thẳng thắn khiến Thái Tông bực bội, có ý định muốn xử tội ông ta. Trưởng Tôn hoàng hậu biết chuyện bèn nói, thần thiếp nghe nói, chỉ có minh quân mới có được những thần tử chính trực. Nay Ngụy Trưng tính tình khẳng khái thanh liêm như vậy, chẳng phải là vì hoàng thượng là một minh quân sao? Như vậy đã đáng để thần thiếp chúc mừng hoàng thượng. Sau đó, từ tức giận, Thái Tông trở nên vui vẻ và không trách phạt Ngụy Trưng nữa. Sự tích này được người đời sau gọi là Triều Phụng Tiến Giáng. Là cặp đế hậu quyến luyến, sử sách ghi lại rất nhiều hành tung của hai người, đều cho thấy sinh thời cả hai rất trân trọng và yêu quý nhau. Cuộc sống của cặp đế hậu này cũng thường xuyên kháng khích. Sau khi lên ngôi, Đường Thái Tông thường xuyên trở bệnh, hoàng hậu ngày đêm hầu hạ thuốc thang không rời.
Có cung nhân đã chứng kiến hoàng hậu luôn mang thuốc độc bên mình, nếu thấy Tông Độc Ngục băng hà thì bà cũng sẽ tự tử theo ông. Năm Trinh Quán thứ hai, 628, con trai nhỏ của bà là Lý Trị ra đời. Trưởng Tôn Hoàng hậu tặng cho con trai một vật cát tường, gọi Ngọc Long Tử. Đây là vật mà Đường Thái Tông chiếm làm chiến lợi phẩm từ Hoàng cung Tấn Dương năm xưa. Ông đã thấy vật này phi thường quý giá, không ai có được nên đưa nó cho vợ mình. Trưởng Tôn Hoàng hậu luôn đem vật này cất trong trương đồ của mình, đến nay sinh hạ quý tử nên bà liền đem cho con trai. Vật này về sau truyền lại đời đời cho các hoàng đế triều Đường, gọi là quốc thụy. Trưởng Tôn Hoàng hậu chỉ ngoài 30 tuổi, nhưng đã mắc chứng hen suyễn và càng ngày càng trở nên trầm trọng. Tuy đang mang bệnh, nhưng khi được thông báo về tình hình biên cương giữa đêm, mặc cho cơn bệnh hành hạ và người hầu khuyên ngăn, Hoàng hậu Trưởng Tôn thị vẫn ung dung giúp Thái Tông mặc giáp và mang vũ khí lên mình. Đến năm Trinh Quán thứ 10, bệnh tình của bà trầm trọng hơn bao giờ hết. Ấy vậy nhưng khi chỉ còn chút hơi tàn, bà vẫn dùng sức lực cuối cùng để can gián vua Không xử tội đại thần Phong Huyền Linh. Cũng nhờ vậy, ông ấy không những giữ được mạng, còn nguyên chức tước, sau góp công lớn cho việc xây dựng nền móng nhà Đường vững chắc. Ngày Kỷ Mão tháng ấy, Hoàng hậu Trưởng Tôn thị băng thệ tại Lập Chính Điện, hưởng dương 36 tuổi. Tháng 11 cùng năm, an táng và chiêu lăng. Ngày đưa tang, Đường Thái Tông đã đích thân tiễn đưa, ông còn tự mình ghi nội dung văn bia của bà. Sau ông hạ lệnh, khi nào ông qua đời cũng sẽ đến đây để hợp táng cùng bà. Sau khi Trưởng Tôn Hoàng hậu qua đời, sử thần cung kính dâng lên Thái Tông một bộ sách 10 quyển do Hoàng hậu viết mang tên Nữ Tắc. Đây cũng chính là bộ sách mà các đời sau vẫn truyền nhau để cho nữ giới thời phong kiến phải học. Đường Thái Tông vì quá nhung nhớ bà đã cho dựng một phòng lâu hướng về chiêu lăng. Lâu lâu lại đến đó, nhìn về phía lăng mộ của bà mà tiếc thương. Về sau, được Ngụy Trinh can gián, không muốn ông chìm đắm trong nỗi bi thương và mang gian xấu nên buộc phải gỡ bỏ phòng lâu. Tuy vậy, tình cảm của ông dành cho Trưởng Tôn Hoàng hậu vẫn mãi không phai mờ.